Hoa Lục đòi bồi thường cho 156 hành khách Trung Quốc trên chiếc phi cơ bị mất tích MH370, tin từ Kuala Lumpur, Mã Lai. Bộ Hàng không Dân dụng Mã Lai dự tính sẽ tổ chức một cuộc họp báo trong ngày hôm nay để thông báo những diễn biến mới nhất trong cuộc điều tra vụ chiếc phi cơ Malaysia Airlines ký hiệu MH370 bị mất tích vào ngày 7 tháng 3, gần tròn một năm. Cuộc tìm kiếm kéo dài nhiều tháng coi như thất bại vì không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của chiếc phi cơ Boeing 777 đột nhiên biến mất khỏi màn hình radar. Hôm qua, Thứ trưởng Bộ Giao thông Malaysia là Aziz Kaprawi nói rằng một phúc trình tạm thời về cuộc điều tra vụ chiếc phi cơ mất tích sẽ được công bố vào ngày 7 tháng 3, đúng một năm ngày xảy ra thảm họa hàng không gây chấn động này. Cuộc tìm kiếm của các đội điều tra quốc tế cũng được thành lập từ tháng 4 năm 2014, cũng được đưa vào phúc trình gồm các nước Hoa Kỳ, Anh Quốc, Hoa Lục, Pháp, Úc, công ty viễn thông vệ tinh của Anh Quốc và hãng sản xuất phi cơ Boeing. Tình hình an ninh hàng không trở nên tồi tệ hơn với một vụ chiếc phi cơ dân dụng khác mang ký hiệu MH17 bị bắn rơi tại Ukraine vào hôm 17 tháng 7, làm tất cả 298 người bị thiệt mạng. Thêm một chiếc phi cơ của hãng Air Asia từ thành phố Surabaya, lớn hàng thứ nhì của Indonesia, bay đến Singapore bị rơi vào ngày 29 tháng 12, 2014, làm chết tất cả 162 người, kết thúc một năm thảm họa đối với hãng hàng không Đông Nam Á. Trong khi đó, tại Bắc Kinh, Hoa Lục phản ứng trước tuyên bố của Mã Lai liên quan đến vụ mất tích chiếc phi cơ MH370. Vào ngày hôm nay, thì Thủ tướng Trung Cộng ông Lý Khắc Cường yêu cầu Mã Lai bồi thường cho hành khách nạn nhân mất tích cùng với chuyến bay định mệnh. Ông này nói rằng chính phủ và nhân dân Hoa Lục đau buồn vì sự mất mát sinh mệnh của 154 người Trung Quốc và yêu cầu chính phủ Mã Lai giữ lời hứa sẽ tiếp tục điều tra, bồi thường cho gia đình các nạn nhân cũng như tiếp tục tìm kiếm chiếc phi cơ cùng với hành khách bị mất tích.